Xin chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trong 107 sách giáo khoa sinh học 10 đề bài như sau. 1. Hãy kể tên những chất diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện, trường học và gia đình. 2. Vì sao khi rửa rau sống thì nên ngâm trong nước muối hay là thuốc tím pha loãng 5 đến 10 phút? 3. Xà phòng có phải là chất diệt khuẩn hay không? Đây là ba câu hỏi liên quan đến thực tiễn chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi thứ nhất hãy kể tên những chất diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện trường học và gia đình đối với bệnh viện chúng ta có các chất diệt khuẩn thường gặp đó là cồn iốt rượu iốt 2% các chất kháng sinh và các aldehyd đối với bệnh trường học và gia đình chúng ta sẽ hay dùng những loại chất diệt khuẩn như oxy già iốt thuốc tím Câu hỏi số 2, vì sao khi rửa rau sống thì nên ngâm trong nước muối hay thuốc tím pha loãng từ 5 đến 10 phút? Chúng ta đã biết trong nước muối tức là một môi trường ưu trương. Các sinh vật sẽ bị mất nước, gây co nguyên sinh, do đó các vi sinh vật sẽ không phân chia được. Và chúng ta ngâm vào nước muối, rau sống sẽ sạch hơn. Còn đối với thuốc tím thì sẽ tạo ra oxy nguyên tử có tác dụng oxy hóa mạnh. Điều này giúp ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật và cũng giúp rau sống được sạch hơn khi ngâm trong thuốc tím. Ý số 3. Xà phong có phải là chất duyệt khuẩn hay không? Đây là một câu hỏi có rất nhiều bạn sẽ thắc mắc. Và câu trả lời của chúng ta, xà phòng chỉ là chất tẩy rửa, nó chỉ rửa trôi vi khuẩn chứ không phải là chất diệt khuẩn. Như vậy, cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2, trang 107, sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.